Xin chào các anh chị, em là Tịnh Nguyễn. Em mới tham gia nuôi skin được 6 tháng và em có tìm ở trên Hollister. Thì em dùng cái sản phẩm này để làm chân cho khách và cũng giới thiệu cho khách luôn. Thì trong vòng khoảng 4 tháng gần đây á, là em đã bán cho khách và xài cho tiền trên 500 chai này. Và có nhiều người khách người ta dắt người nhà đến người ta mua. Và có nhiều người á, người ta giới thiệu rất là nhiều cho mình. Thì em của anh hiện giờ là bao nhiêu thợ? Hiện tại giờ bọn em là khoảng 5 đến 8 thợ. Nhưng mà anh nói hồi nãy mà khi mà một cái người thợ của anh đó bán thì anh sẽ cho bao nhiêu đồng khi về? Thường á, một người thợ á, thì em bán là 23 đồng. Thì em cho thợ là 3 đồng. Còn bình quân á, em lời á là khoảng 3 đồng đến 4 đồng trăm ạ. Hầu như là người khách á, người ta rất là thích. Tại vì á, mỗi lần á, mà người ta bán được á, ngoài tiền tiếp người ta làm được 5 đồng. Người ta kiếm thêm cái này á, được 3 đồng. Và những cái chai khác thường thường như bao bắp border hay là những chai mà cho sản phẩm tắm thì người ta kiếm thêm 3 đồng một chai. Có nhiều người thợ á, sau khi người ta làm xong một người khách, người ta kiếm được 16 đồng tiền tiếp và mình đưa tiền mặt cho ta. Wow, những cái thợ đó ta happy, ta thích đó ha. Đúng rồi, tại vì trước giờ á, ít khi nào mình được 20 đồng tiền tiếp á. Tại vì chỉ có như ngày đó là ngày bất đê và cái người khách á, người ta rất là vui thì nó đến người ta cho mình á, và mình nói chuyện người ta, mình happy birthday người ta thì người ta cho mình được 10 đồng, 15 đồng, 20 đồng tiếp. Nhưng mà nhờ cái sản phẩm này người thợ có thể kiếm extra thêm như 5 đồng tiền tiếp cộng cho 3 đồng tiền này, nó là 8 đồng một người. Và xâm theo á, là nếu mà người ta may mắn người ta bán chai này, chai ai đang sờ và mấy cái chai khác như bao bát border thì mỗi một chai ta kiếm 3 đồng, là 3 chai được 9 đồng cộng cho 5 đồng tiền tiếp nữa, là list người ta ra từ 10 đồng đến 15 đồng tiền tiếp. Wow, người khách thôi. Đấy thì happy luôn. Ok, cảm ơn. Nhưng mà anh làm trong ngành em được bao nhiêu lâu rồi? Em làm cái này được 1 năm rưỡi rồi. Ok. Không, anh làm trong cái ngành nail á, ngành nail. Em làm trong ngành nail này á là được 9 năm rồi. Wow, 9 năm rồi. Nhưng mà em mới làm tiệm được khoảng 1 năm rưỡi thôi. Okay. Nhưng mà em tại vì cái tiệm này á là tại vì em không có biết sản phẩm này, cho nên em phải đổi từ sản phẩm cũ sang sản phẩm này. Trên cái khách của em á là nó chưa có, giống như nó vô còn chọn lựa cái sản phẩm cũ. Tại vì sản phẩm cũ của em cũng biết là biết. Nhưng mà cái này á bây giờ nó thành hành hơn rất là nhiều. Bây giờ là 80% cái đòi này. Nhưng mà sắp tới bọn em nếu mà làm thêm á thì bọn em sẽ làm 100% cái này. Tại vì cái này á nó cho anh thăm dữ lắm. Cảm ơn anh rất là nhiều.